Chào các bạn! Trong các bài trước thì mình uh, hướng dẫn các bạn là viết HTML và CSS ở trên uh, jsfeeder.net Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, cách viết CSS uh, Dùng code editor trên máy của bạn Ok chưa? Uh, mình hướng dẫn để các bạn uh, biết cách sử dụng như thế nào còn uh, có thể là từ các bài sau mình vẫn sẽ demo ở trên này Nhưng các bạn có thể làm theo cách của mình Tùy các bạn có thể viết ở đây để lưu lại uh, Sau đấy làm sao Trên jsfeeder thì các bạn cũng có thể lưu lại file được và ở đây các bạn có thể lưu trên máy của mình được, để tùy cách các bạn dùng thôi, okay chưa? Thế đây mình uh, tạo một cái ví dụ một file html như thế này. Đó, có đúng một cái thẻ h1 ở trong body thôi. Sau đấy thì mình uh, ở trên terminal thì mình chạy static server. Bạn nào không nhờ cái static server thì có thể xem lại ở uh, cái chuỗi bài giảng về html. Ok chưa? vào đây thì mình có thể mở cái cổng 9080 này ra. localhost 9080. Đó không cho vào. À, mình phải vào trong thằng gì? À, mười mấy nhỉ? À, bài này là bài 5. Using rồi. Sau đấy mình chạy gì? Static server trong thư mục của bài 5 là bài mình đang làm. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy đây nó có gì? H1 ở đây đúng không? Nó tạo ra cái thẻ này. Trong nó giống như này, H1. Ok. Giờ à, mình muốn viết CSS ở ngay trong file Index này thì mình có hai cách. Thứ nhất là mình có thể dùng uh, người ta gọi là internal. Từ từ nhá. Cái cách uh, rồi, cái cách thứ nhất là internal CSS. Tức là gì? Uh, cái, mình viết ở đây cái uh, ví dụ này, in cái thuật ngữ internal CSS. Có nghĩa là các bạn dùng một cái thẻ style như này. Ấn tab một cái là nó ra gì? Type bằng text CSS. Cái này mình viết ở trong thẻ hết nhá. Ok chưa Bisa vì sao? Vì CSS mình muốn cái CSS này load càng sớm càng tốt để mà khi mà HTML ở trong body hiển thị ra thì CSS đã được load rồi và trình duyệt đã đọc được rồi thì lúc đấy nó sẽ không bị những cái hiệu ứng phụ được chưa? Rồi thì ở đây mình cho H1 này và viết CSS ở trong đây color red hoặc là gì? thang F00 là red green blue đúng không? Đã. Rồi thì mình chạy Đấy các bạn sẽ thấy là nó không màu đỏ được chưa? Đây là cách đầu tiên Cách thứ hai ví dụ mình muốn thằng này gạch chân ôn lại chút kiến thức nào thì mình có thể dùng cách thứ hai để làm gì uh, inline css tức là bạn viết css trực tiếp vào cái thẻ html bằng cách dùng thẻ à, bằng cách dùng cái attribute tên là style và trong cái dấu ngoặc kép này các bạn viết uh, css như bình thường nhưng uh, rồi nhá bây giờ bắt đầu này mình cho nó gạch chân chẳng hạn đúng không cho, cho chữ nghiêng đi Hay text decoration cho gạch chân đi underline lưu lại reload đấy các bạn thấy nó gai chân đúng không đấy là cách viết thứ hai Đây là các bạn viết tất cả các cái uh, các cái gì uh, CSS attribute ở trong cái thẻ uh, trong cái attribute style của HTML này thì chưa trong cái opening tag nhá không phải trong này nhá không phải trong closing tag nhá đó cách thứ ba đấy là gì cách thứ ba là các bạn Uh, tạo một cái file css ở ở ngoài tức là không viết css vào trong file html nữa đây mình tạo một cái file gọi là gì uh, style .css đi, được yeah. chưa? Sau đấy thì mình từ uh, từ đây mình có một thẻ h2 nữa nhá, mình viết style cho h2 đi, được uh, chưa? Is... Yeah. Đấy, rồi thì bây giờ mình style cho thằng này bây giờ mình viết uh, ra một cái file khác được chưa? H2 điểm sao? Color là blue đấy Là không không ép đúng không? Đấy. Rồi, bây giờ mình reload lại thì nó cũng không có chưa chưa có tác dụng gì cả tại vì mình chưa include cái file này vào đây. Thì để include cái file để vào thì các bạn làm sao? External CSS Internal là cái ở bên trong còn external là cái bên ngoài. Tức là đây là mình viết CSS ở bên ngoài nên nó được coi là external CSS, được chưa? Thì mình dùng để mà include nó vào thì mình dùng cái thẻ link. Đấy, các bạn gõ link rồi ấn tab một cái là nó ra hết, được chưa? Đấy, thì các đường link ở đây các bạn truyền vào là gì? Là cái đường link tính từ cái file HTML của các bạn này cho đến cái file style này. Thì để cho biết cái thư mục hiện tại thì các bạn ấn chấm chéo Bạn nào mà không biết mấy cái uh, cú pháp này thì các bạn Cái cách uh, di chuyển ở trong folder này thì các bạn có thể học lại ở bên JavaScript yeah. Thì ở đây mình uh, chuyển cái uh, tên file vào, đây là cái file style.css Nếu mà cái file style.css này nó nằm trong một cái folder khác Ở bên trong này thì các bạn phải chuyển cả tên folder vào đúng không Tức là cái path của nó các bạn uh, học ở bên uh, JavaScript sẽ biết cái này. Rồi, thì bây giờ mình uh, chạy thử lại nào, đấy, thấy cái này một đổi màu xanh rồi đúng không? Tức là cái CSS mình viết ở cái file style.css đã có tác dụng rồi. Thì cách nào là cách được khuyên dùng? Cách được khuyên dùng là cách thứ ba, đấy là dùng external CSS. Vì sao? Vì các bạn không muốn uh, mix cái CSS của mình vào HTML. Nếu mà các bạn viết theo cái cách này thì giả sử các bạn có một cái thẻ H1 khác cách đầu tiên nhé cách inline à, cách thứ hai là cách inline CSS nếu các bạn viết theo cách này nếu các bạn có một cái file H à, một cái tag H1 nữa là trong cái file HTML, HTML của mình thì các bạn lại phải copy paste một cái này và truyền vào đây như thế làm sao nó mất đi cái tính gọi là gì cái tính gì reusable tức là cái tính tái sử dụng code của bạn nó không được dùng đi dùng lại được chưa ok chưa đây là cách nhất cái tốt hơn một chút đấy là gì các bạn viết tách ra thành cái thẻ style như thế này thì code của bạn sẽ tái sử dụng được nhưng thay vào đấy là cái file html của bạn sẽ rất là dài và nếu các bạn có một cái file html khác ví dụ như các bạn tạo một cái trang about ở đây mà các bạn viết html rồi các bạn có một thẻ h1 ở đấy thì các bạn lại phải copy tất cả cái style này mang sang bên đấy thì lại một lần nữa là gì cái tính reusable của nó sẽ bị giảm đi Tức là các bạn vẫn phải copy and paste code của mình từ chỗ này ra chỗ khác Đấy là một cái thiệt Cách cuối cùng là cái hay nhất vì sao? Các bạn tách riêng CSS ra Và sau đấy làm sao? Các bạn require nó vào này, thì mỗi file các bạn dùng Đến cái CSS đấy Các bạn chỉ việc gọi đường link này ra, thế là xong Đấy đơn giản thế thôi Thấy chưa? Đó, chào bạn!